em cảm thấy có ấn tượng gì vậy? Có ấn tượng là bạn này hiền thiệt, với lại bạn này cũng đẹp trai. Dạ. Còn Thanh thì sao? Lúc đó em mới tới à, cái tự nhiên cái bạn này chạy lên nó xin chào, rồi xong đi cao kê em cũng ngồi chơi, các bạn là cũng lại khoát tay xong bạn ngồi bằng ca bạn này hả? Dạ khoát đi. Lúc đó là em mổ mắt, mổ xong rồi cũng 11, 12 giờ rồi, bác sĩ hẹn đầu giờ chiều quay lại. Thư thì kêu về nhà Thư nghỉ đi. Em cũng ngại tại chưa có về nhà Thư, em mới nói là thôi ra khách sạn gần đây nghỉ vài tiếng rồi xong rồi chiều gặp bác sĩ. Cái này cũng tại bác sĩ, nhưng mà tại bác sĩ thôi. Hay vậy trời, mổ mắt mà ấy được hay thì trong khi đó ở Đà Lạt lãng mạn như không. Thế mà chỉ có hôn thôi. À, hai em đến từ đâu ạ? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Quang Thanh, hôm nay em 26 tuổi, hiện tại em là nhân viên kinh doanh, em đang ở bên Bình Chánh. Chào Thanh. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Huỳnh Ngọc Hoàng Thư, năm nay em cũng 26 tuổi luôn. Thì hiện tại em cũng là nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh hết. Dạ. Vậy thì hai em có thể cho anh biết là tình duyên của hai em bắt đầu từ đâu? Tụi em là từ bạn bè lên. Hồi lúc đầu tiên mà tụi em gặp nhau là tụi em đi làm chung với nhau ở bên Pizza Hut á. Là lúc đó tụi em chạy bàn. Thì đợt đó là Thanh thì đang nghỉ. Nói chung là Thanh đang không có tính đi làm nữa. Xong cái hôm đó nguyên một group là đi làm xong cái rủ nhau là đi karaoke. Thì em gặp bạn Thanh. Là em đã em thích liền không? Không, em cảm thấy có ấn tượng gì vậy? Có ấn tượng là bạn này hiền thiệt, hiền với lại bạn luôn. Này cũng đẹp trai. Dạ. Còn Thanh thì sao? Lúc đó em mới tới à, cái tự nhiên cái bạn này chạy lên nói xin chào. Rồi xong đi cao kê em cũng ngồi chơi, các bạn là cũng lại khoát tay xong bạn ngồi băng ca. Bạn này hả? Dạ. Khoát gì đó. Tại vì tính của em trong chơi trong cái group á thì cũng vui tự nhiên luôn. Dạ đúng rồi, tự nhiên thì. Nhưng mà để hỏi bạn Thanh coi lúc đó là lúc em nghĩ trong đầu như thế nào về cô gái này khi mà mới gặp lần đầu cổ khoát tay em có ấn tượng gì không? Em cũng hơi bất ngờ. Lúc đó em ấn tượng là tại sao bạn này vẫn tự tin mà bạn tự tin mà bạn dạng quá, dạng quá đúng không? Nhưng mà em có thích cái điều đó không? Em cũng không để ý nhiều. Thích, phải không? Tình trạng của em lúc đó như thế nào? Có bạn trai hay là chưa có? Lúc đó là em có bạn trai, bạn này cũng có bạn gái luôn. Vậy thì đến lúc nào thì tụi em cảm thấy là thích nhau? Gần 2 năm sau. Tại vì lúc đó thời điểm là hai đứa đều có bạn hết nên thành ra là hai đứa không có nghĩ gì hết, đúng chỉ rồi, là quen là bạn thôi. Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là một trong hai người phải có một người bị trục trặc trong cái chuyện tình cảm với cái người trước. Dạ cả hai. Đó là bạn Thư này cũng chia tay. Thì em cũng nhắn tin an ủi. Lúc đó em cũng chia tay trước rồi. Thì cứ nhắn qua nhắn lại vậy đó. Một thời gian cũng lâu, cũng gần nửa năm sau á thì mới quen. Một nửa của mình ở ngay cái bên mà tại sao mình không biết đúng không? Em có cảm giác như em bị gài á. Em chia tay thì thật sự lúc đó là em quen bạn cũ cũng 6 năm rồi. Thì em đang nghĩ lúc đó là tới thời điểm này phải chơi rồi, giờ là em không có muốn quen nữa, giống như kiểu là cũng muốn có một cái thời gian để cho tự do. Thì bạn này thì lại là bạn thân của em nên thành ra là lại nhắn tin, xong rồi tự nhiên tới hôm đó cái rủ Thư đi Cần Giờ, cái em cũng đi Cần Giờ đi chơi tới chiều luôn. Đó là bắt đầu trời mưa ầm ầm tối thui, hai đứa chạy mưa về mà lãng mạn lắm. Mưa ầm ầm đi mưa về. Dạ. Rồi về sau đó có bị bệnh không? Dạ chưa kịp bệnh là cảm nắng. Tức là về cái tự nhiên tặng cho em cái hộp quà, cái em cũng ngại em đóng cửa em đi vô, tặng em hai cái đồ cột tóc. Hai cái đồ cột tóc đó là hai cái lần gần nhất em đi Đà Lạt. Thì em cũng nghĩ là em mua em để đó thì sau này em thích ai em tặng người đó. Xong cái tới lần tháng 12 là lại rủ em đi chơi tiếp, lần này đi Đà Lạt đi xe máy nữa. Thì cũng đợt đó là bắt đầu mới chính thức là em mới biết là em có người yêu rồi đó. Bạn đó nói là bạn đó thương em. Cái chữ lên trên Đà Lạt thương. Có gì không? Đà Lạt thì hai bạn này bạn đặt phòng, phòng này ở trên một cái đồi thì khung cảnh nó cũng khá là lãng mạn và dễ thương, cũng nhẹ nhàng thì tụi em cũng ôm nhau rồi hôn nhau. Xong cái bạn đó cũng cũng có tính nhưng mà lại lúc đó thì em lại không chịu. Cái nụ hôn đầu tiên là ở trên Đà Lạt. Mà chỉ có thế mà thôi. Rồi về Sài Gòn rồi mới chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Sau đó 4 tháng lận. Lúc đó là em mổ mắt, mổ xong thì cũng 11 mười mấy 12 giờ rồi, bác sĩ hẹn đầu giờ chiều quay lại. Thư thì kêu về nhà Thư nghỉ đi. Em cũng ngại tại chưa có về nhà Thư, em mới nói là thôi ra khách sạn gần đây nghỉ vài tiếng rồi xong rồi chiều gặp bác sĩ. Cái này cũng tại bác sĩ chứ không phải tại tại bác sĩ thôi. Hay vậy trời, mổ mắt mà ấy được hay thì trong khi đó ở Đà Lạt lãng mạn như không. Thế mà chỉ có hôn thôi. Không sao đâu chị, nghịch cảnh nó sinh ra hoàn cảnh đúng không? Sau đó thì tình cảm của các em nó có trơn tru bằng phẳng không hay là nó có những cái biến cố xảy ra? Sau đó khoảng một tháng đó em cũng có dự định là em đi du học khoảng 2 năm, kêu bạn đợi mà không chịu là chia tay. Vậy hả? Dạ. Rồi chia tay lâu không? Dạ 1 tháng. Em đòi chia tay đúng không? Dạ. Thì quen bạn này xong thì cũng muốn chính thức. Đùng cái bạn này nói là bạn này muốn đi du học. Thành ra nó thôi việc anh cứ đi rồi mai mốt ví dụ như mà về á thì có duyên thì mình gặp lại, chứ em lại em không đợi. Em không đi nữa.
Dạ, chỉ có sau đó bao lâu thì tụi em lấy nhau? Tụi em đăng ký kết hôn á, một năm sau tụi em mới cưới. Tháng 10 là bạn này bắt đầu cầu hôn em. Cái em mới hỏi chứ cầu hôn xong cưới nhau rồi ở đâu? Cái hai vợ chồng tính ra xong thì Hâu quyết định mua nhà. Không thể nào mà đủ tiền để mua hết thì bắt buộc phải vay ngân hàng. Thì phải có pháp lý là vợ chồng thì mới có thể nào vay được. Gọi điện thoại về cho ba. Ba ơi, tuần sau con đi đăng ký kết hôn nha. Bạn này cũng gọi về cho mẹ, nói là tụi con đi đăng ký kết hôn. Năm sau nữa mới cưới. Tụi em cưới nhau mấy năm rồi? Nếu mà chính thức cưới là khoảng 4 tháng. Bây giờ là 1 năm 4 tháng chính thức là vợ chồng với nhau. Có phát hiện ra những cái tật xấu gì của nhau hay không? Thôi Thanh nè, anh hỏi nè. Dạ nhiều lắm. Bạn này thì hồi lúc quen nhau, bạn có một cái tính là khi mà cãi nhau là bạn im im, làm lì lì á. Lúc mà quen thì đuổi em về nhà. Khi mà về chung nhà rồi thì trốn vô trong phòng nhốt em ở ngoài. Em thì muốn hai đứa nói chuyện, Nói cho xong rõ ràng. Im lặng cứ giận là biến nói ha. Em sợ em nói bậy, với lại em nóng thì em sợ em nói không có hay á, nên thành ra là em hay im, mà lỡ im em im luôn cả tuần á. Anh bị bệnh. Rồi còn đặt xấu gì nè? Bạn rất là hậu đậu, hay làm rớt đồ. Ví dụ như để đồ trên bàn thọt tay lấy là hơn hồi là nằm dưới đất hết. Nấu ăn này kia là lấy cái trứng từ tủ lạnh qua cái bếp là cái trứng nằm dưới đất. Thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi. Bé đang lớn, cái xương nó đang phát triển á, nhiều khi cầm gì không có chắc á. Đó là rớt. Với có một cái tật là mỗi khi đi làm về hoặc là đi chơi về, gần về tới nhà là bắt đầu hói đi toilet. Về tới nhà là xong cửa vô là đi vô toilet. Vô có lẽ chạy quýnh vô. Dạ, đúng rồi. Rồi xong rồi đồ đạc này kia có thể để ngoài cửa gì đó cho em dọn. Rồi còn gì nữa không nè? Khi mà tối ngủ thì hay lấn giường lắm. Có mấy lần em xém gọn. Mà khi cãi nhau là tự động nằm sát bên đây, tự động nằm mép gì nè. Còn khi bình thường là cứ lấn ép bên đây. Đúng rồi, chuyện bình thường. Mấy bà là gì? Bây giờ tới em đó. Chồng em ngủ xấu lắm. Thì bình thường ôm thì ôm cái eo em vậy đi, không có chịu. Cứ nó cứ đi lên núi hay sao á, thế nào cái tay nó cũng leo núi, leo núi à. Mà tối nào cũng vậy. Có núi đó nó hợp đúng không? Rồi còn cái gì nữa nè? Dạ, cái thứ hai là nóng tính lắm. Ví dụ như mình đang chạy, cái có người chạy lên ủn đầu cái là bắt đầu quạo rồi, tức là bắt đầu muốn chạy lên chửi lộn. Em cũng sợ, phải bình tĩnh lại một chút. Rồi riêng cái vấn đề đó mình cũng không được. Đúng dạ. Là khuyên luôn á. Còn tật xấu gì nữa không? Cái này cũng không phải là xấu, mà tất nó có mùi dạ, có mùi tất. Thì thật ra thì nó cũng không gì hết, nhưng mà lâu lâu em xem phim thì em đang ấm bắp rang, với lại em uống nước ngọt thì tự nhiên lâu lâu nó có cái mùi nó bay lên một cái, em nó uống sao kỳ vậy ta. Cái mùi gì mà nó kỳ là cái đó là không phải tật xấu, mà là đó không phải em tội nghiệp đúng không? Mày mua miếng lót giày mà mùi quế á, nó sẽ chữa được. Với lại là ngâm chân ở trong nước ấm mỗi đói á. Ảnh có kỹ tính không? Kỹ lắm anh chị ơi. Kỹ đến mức mà trở thành tật xấu luôn. Nhiều khi em quạo luôn á. Tại vì bình thường em về nhà, thay vợ chồng đi làm về thì thường là mình nghỉ ngơi, mình coi tivi, mình giải trí một tí xíu. Còn không, bạn này về tới nhà bắt đầu thay bộ đồ, bắt đầu là sắp chắp tay sau lưng coi đi xung quanh có cái gì dọn không. Dép để vô, rồi vớ thì để vô, rồi đi giặt đồ, rồi đi lau nhà, quét nhà. Em nấu đồ ăn thì em hay làm rớt đồ mà. Ví dụ như lâu lâu có rớt cộng hành hay rớt miếng cơm gì đó, bạn này đứng sau lưng đậu đó. Dạ đúng rồi, thì bạn này đứng sau lưng me. Tại vì do bạn nói là cộng hành là nó dính mỡ, mà em rớt xuống mà không chịu dọn liền á là lát nữa thế nào cũng chay ra nguyên một nhà. Rồi ai dọn là bạn này dọn, là đứng cứ đứng đằng sau lầu bầu nó là ơ làm đổ rồi sao không lụm, ơ làm rớt cơm rồi sao không lụm, lúc nào cũng làm rớt cơm là nó cứ. Tức là em khó chịu là bởi vì thay vì ông làm đừng nói. Dạ. Ông vừa nói mà ông vừa lầu bầu thì tại vì chịu. Em cứ làm rớt hoài, xong bạn này thì bạn cũng lầu bầu nên thành ra là hơi quạo, hay bực mình lắm. Vậy là cái cô này chắc có lẽ là bừa bộn lắm đúng không? Cũng hơi bừa bộn một xíu. Với lại chén đũa trong nhà là em cũng rửa hết, để bạn rửa là biết nó mẻ hết. Rồi chồng có nghe không? Có ai kế bên em là bắt đầu bật cái radio là theo dõi, chứ không phải là nói đâu. Có cái gì rồi là đứng ra là bập liền. Em nghĩ là chồng em là cái thuộc dạng đó đó. Không nói nhưng mà kiếm đầy đủ bằng chứng. Trước giờ là anh có ghen gì không? Chưa có cơ hội. Vợ sao? Dạ. Vợ em có ghen không? Dạ cũng có. Em ở trong công ty thì hay có mấy cái group Zalo này nọ. Tối mọi người hay nhắn. Thì cứ nổi tin nhắn lên là bắt đầu con nào nhắn tin giờ này. Lướt lướt hồi thấy có nữ là vô điều tra coi bạn này có quen biết gì không, có tương tác gì không. Không mà vợ chồng son mà em không thể nào mà tránh được cái chuyện mà ghen tuông. Vậy mới vui. Đúng không? Mà em có muốn vợ thay đổi điều gì? Thì em cũng mong muốn là ví dụ như có cãi nhau thì mình cũng
ngồi lại nói chuyện với nhau để mình biết là bên kia đang nghĩ cái gì và mình đang nghĩ cái gì. Muốn thay đổi một cái đó thôi. Dạ. Còn em cái đó là chở vợ hay chở ai thì bình tĩnh lại xíu, đừng có nóng tính là được rồi. Đúng rồi, bây giờ thực ra cái mà mong muốn của vợ em cũng là mong muốn của tụi chị á. Đúng rồi. Bây giờ rất nhiều người không tự khống chế được cái giận của mình đó, cái cơn nóng giận của mình nguy hiểm quá. Lỡ hai cái nó đụng nhau một cái là sẽ có cơ sự xảy ra liền. Ông bà mình nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cho nên chị nghĩ là cái đó em nên thay đổi. Riêng vấn đề chồng em muốn em á, thì em đúng là cũng nên cởi mở. Ví dụ như mình bực thì mình nói luôn. Có thể là đầu tiên thì nhiều khi mình chưa kềm được, mình hay nói bậy. Kể cả cái việc mình nói bậy rồi thì chồng mình sẽ góp ý với mình để lần sau mình bớt. Chứ vợ chồng mà cứ lạnh lùng á, kiểu mà mình không nói ra đó, giống như nước mà lóng phèn á, mình ức hoài đến một lúc mà mình bùng nổ lên là coi như đổ vỡ hết, giống như giả tràng mà nó cứ xe cát xong sóng ập cái là mất hết. Còn thêm một cái điều nữa là cái này là chị mong muốn thay đổi cái mà bừa bộn á, thì mình phải kỹ cái đó. Cái này sau này nếu như em có con gái thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cái điều đó đối với con của mình. Chị cái tật của chị cũng không phải là gọn gàng lắm, nhưng mà chị rất là khó chịu khi mà xung quanh mình á mọi thứ nó không có ngăn nắp, nó đâu vô đó. Không, giống như mình nấu một bữa ăn á, mà nó làm đến đâu dọn đến đó, thì khi mà mình bày ra thức ăn xong rồi mình khỏe lắm. Dạ. Tại vì ăn xong còn này mình nhìn ra cái bàn xong mình nhìn vô cái bếp, trời mình thấy ê hề, mình ăn không ngon nữa. Dạ. Đó nó là vậy. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Sao có gió máy trên mặt nữa là sao? Có hồi hộp không? Dạ không. Có run sợ không? Cũng thấy hơi lạnh nên là có hơi run mà không có sợ. Vậy tại sao mất gió? Cách đi 3 ngày thì em bị bệnh cảm nhức đầu nên là vợ bắt gió, cho nên là giờ nó mới mờ mờ bớt. Rồi bây giờ thầy giới thiệu về mình đi, em tên gì? Em tên là Việt Thành, hiện đang là giáo viên dạy môn tin học. Giờ em nay 31 tuổi. 31 tuổi. Còn em? Em tên là Hồng Châu, hiện nay là em làm kế toán tự do. Cho bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em năm nay 30 tuổi. Bây giờ hai bạn gặp nhau trong một trường hợp nào ta? Cách đây 11 năm, tụi em quen nhau là ở trong trường sư phạm. Em cũng học sư phạm luôn. Dạ hai vợ chồng đều học sư phạm hết. Rồi ví dụ cái tiếng sét ái tình đó xảy ra làm sao xảy sao ra không? Chứ là em là học bên khoa ngoại ngữ, còn chồng của em là bên khoa tin học. Cái sau đó là trong trường có một cái phong trào thể thao á, mà có thi đá banh, thì bên khoa của em là ít nam lắm. Cỡ có 2-3 người nam thôi. Nên là cái mượn 2 người nam ở bên khoa tin học qua đá cho đủ một đội, tao thành một đội. Cái tiếng sét ái tình là trúng ở nhờ cho banh đó. Dạ dạ. Nếu mà tôi đoán không lầm thì chắc có lẽ em á, em là cái người mà trúng sét của cô này trước tiên đúng không? Sau cái trận bóng đá đó thì phải 3 tháng sau mới gặp lại. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bên đó tổ chức giống như là lễ ăn mừng chiến thắng vậy đó, cho nên là mời em đi chơi chung. Trên cái xe chơi chung thì mới gặp, luôn mới biết. Thì trên nó như là tính tình thì cũng rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, cũng nhiệt tình lắm. Rồi ca hát là trên xe đó, vui rồi để ý thấy. Chị hỏi thiệt em là lúc mà anh này tăng cường vô đội đá banh của bên em á, em có để ý anh chưa? Hai ngày bạn bên tin học mà là giữ vị trí là tiền đạo. Nên là hai ngày này là ghi bàn, nên là thành ra là bên nữ của bọn em là hâm mộ hai cái anh chàng này lắm. Anh kia có đẹp trai giống chồng em không? Dạ, anh kia cao ráo hơn, trắng trẻo hơn. Tại sao hơn em lại chọn anh này? Nhưng mà anh này có một cái vẻ bề ngoài nó hơi lạ với so mấy người khác. Ảnh dân đá banh hay là ảnh mặc quần anh thể thao, anh hay săn lên lửng tới đầu gói à. Nước da cứ ngâm nhìn nếu như là dưng hay lúa, nên là em cũng hơi thấy lạ là em để ý. Cái ấn tượng của em ban đầu về cô vợ của em sau này khi mà tại vì em nói là ba tháng sau lên xe rồi em ấn tượng về cô này đúng không? Dạ đúng. Thì em ấn tượng cái gì? Thứ nhất là em để ý là cái ngoại hình của cô là cũng tương đối là nam tính lắm. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì thích bận áo thun, bận quần jean, đi chơi với bạn bè thì rất là mình thì mình một người rất là cá tính, vui vẻ hòa đồng hoặc giống như là một cái hoạt náo viên vậy đó. Ở trên đây là em mới để ý. Còn những cô còn lại trong khoa ngữ thì lúc nãy là bọn em nói là cũng rất là nhiều nữ, nhưng mà do là mấy cô đó niên chìm quá. Em có ấn tượng về cái làn da của vợ em không? Tại vì bận quần jean với áo thun nên em để ý làn da cũng không thấy. Vậy hả? Dạ. Rồi hai bạn là đến bao lâu thì mới chính thức là yêu nhau? Khoảng hơn 6 tháng sau. Ai là người tỏ tình đầu tiên? Có thể nói là vợ em. Trong thời gian mà mới bắt đầu mà để ý anh này á, thì em có gặp lại người yêu đầu tiên của em. Thì ảnh cũng rủ rê em đi chơi nọ. Mà anh này thì cũng rủ rê đi chơi mà ảnh cũng không nói là thích mình hay là để ý mình gì hết á. Tính em nó dứt khoát, em muốn cái gì nó rõ ràng vậy. Đúng rồi. Nên là cái hôm đó, buổi tối hôm đó là hai đứa uống cà phê. Cái xong rồi em mới nói với anh này luôn là bây giờ là Thành á thích làm bạn trai của Châu hay là làm bạn thân của Châu. Mà anh này thì cứ ngồi im không nói một tiếng nào hết.
Nên ngồi em ngồi thì em cứ chờ đợi hoài mà chẳng thấy trả lời hết trơn. Tôi không nghĩ sao mà không trả lời trả giống gì vậy? Lúc đó em suy nghĩ là nếu mà trả lời là bạn thân á thì không được, tại không phải không cái giống cái ý của mình muốn. Mà bạn trai thì mình cũng chưa muốn là vậy, mình muốn là người yêu thôi, chứ không phải muốn bạn trai. Tại bạn trai cô này nhiều lắm. Cho nên có nghĩa là muốn hơn như vậy nữa à. Em hỏi không có trúng. Rồi sau đó thì làm sao? Dạ chắc cỡ 1-2 tháng nó cũng không có nói đó anh. Anh nói nhưng mà anh này tiết kiệm lời nói yêu thương lắm. Lần đó là đi qua nhà anh bạn cũng học chung à, nhà anh có đám giỗ là mời nguyên một nhóm qua ăn chơi vậy. Hai đứa cũng có uống chút xíu bia nên là rủ nhau ra buổi chiều ra Thuận Kỳ Plaza ngồi chơi. Thì ngồi chơi cái tự nhiên hai đứa hôn nhau rồi quen nhau thôi. Làm à. Trước rồi nói sau hả? Ra là hôn nhau. Dạ. Hành động hay lời nói. Bao lâu thì cưới nhau? Dạ phải tụi em quen nhau làm 7 năm mới cưới. Vậy là hiểu nhau quá rồi đúng không? Cũng không có hiểu nhau nhiều đâu chị. Tại vì cái khoảng thời gian mà quen nhau thì tụi em cũng ít được gặp nhau lắm. Tại vì em thì bận vừa đi làm vừa đi học luôn. Mà nhà hai người cũng ở xa. Mỗi tuần chỉ gặp nhau được ngày Chủ nhật thôi. Có 2-3 tiếng thôi. Nên là cũng... chưa hiểu lắm. Dạ đúng rồi. Vậy là sau khi lấy nhau rồi chưa hiểu nhau ở chỗ nào? Lúc mà cưới nhau về thì thấy anh này anh là anh ham chơi lắm. Đi chơi là tới 11, 12 giờ mới về. Từ hồi lúc mà cưới cho đến thời điểm mà có bé mà được là hầu như là anh cứ đi chơi như vậy hoài. Ủa, nhưng mà tụi em ở chung với bên ba mẹ chồng. Dạ. Rồi ba mẹ của chồng có ý kiến gì trong cái chuyện mà chồng hay đi chơi đêm vậy? Phải chi mà mẹ chồng em mà nói cho em biết trước là tính chồng em ham chơi như vậy chứ em là em không dám nhảy vô. Tại vì á, lúc mà cưới xong rồi về nhà thì lúc đó là em mang thai, cái buổi tối cũng hay xuống ngồi chơi. Mẹ chồng em mới nói là bây giờ đỡ nhiều lắm rồi chứ hồi trước còn hơn như vậy nữa. Đó. Rồi còn ba chồng? Dạ, bố chồng em thì thôi bố chồng em không nói. Ủa sao vậy? Tại vì thường là tâm sự với mẹ chồng với con dâu thì nhiều chứ cũng ít nói chuyện với bố. Nhưng mà giữa em với bố chồng em á không nói chuyện nhiều là có lấn cấn gì không? Nếu như em khó nói thì anh hỏi Thành. Dạ. Lúc mới về thì cũng chưa có gì lấn cấn. Tại vì do là ba em thì tính cũng kiệm lời lắm. Cũng ít nói lắm. Khi nào giống như là thường có gì thì lộ ra bên ngoài bằng cái hành động thôi. Còn trong quá trình mà sống với nhau thì mới có xích mích thôi. Tức là lý do về xích mích do là cái sự khác biệt về cái vùng miền á. Vợ em thì người Nam mà gia đình em thì là người Bắc ở cho nên là có những cái phong tục tập quán, có những cái cư xử lễ nghĩa nó nhiều khi vợ em chưa có rành. Với lại thứ hai đó là cũng do người Nam nó cũng phóng khoáng á, cho nên là ít để những cái câu nệ, những câu chữ lắm. Thì cũng có những cái vấn đề mà khó chịu xảy ra giữa ba của em với lại vợ em. Tức là ba em khó chịu với bà xã đúng không? Dạ. Ví dụ như là trong bữa cơm gia đình á thì là ăn là phải mời hết tất cả mọi người trong bàn. Thì vợ em cũng có làm việc đó, nhưng mà ý là ba em muốn là nếu mà đã mời người trong bàn thì nếu mà có khách tới thì cũng mời khách luôn. Thì đó là một trong những cái chuyện mà vợ em chưa biết. Thì là vợ em chỉ nghĩ là mời em mời một lần rồi thôi. Còn như khách tới sau thì khỏi mời cũng được, nhưng mà ba em thì không muốn vậy. Và cái chuyện đó nó còn xảy ra giữa em với ba bây chồng giờ, bây giờ còn cho tới bây giờ còn bây giờ thì nói chung là em cũng có kinh nghiệm nhiều thứ, không đến nỗi là những cái nhỏ nhặt nó xảy ra nữa. Nhưng mà có một lần á, bố em á đi chơi xa về, bố cứ làm cái gì ầm ầm á, đóng cửa cũng vậy rầm rầm là em biết là có cái gì đó khó chịu rồi. Bố đang bực mình dạ, nhưng mà em không biết chuyện gì thôi. Sau đó là tối em đi làm về thì mẹ chồng em nói là bố về phải hỏi thăm bố này nọ rồi nói như vậy cho bố vui. Thì em nói là những cái chuyện đó là bố mẹ cứ nói góp ý với con, em cảm thấy nặng nề lắm. Nên là lúc đó em cái cũng xin phép là bố mẹ là cho em về bên nhà mẹ đẻ. Em ẵm con về luôn. Thì là vài ngày để em như bình tâm lại á, để mình suy nghĩ lại. Thì sáng hôm đó là em chuẩn bị về thì bố mới gọi hai chồng em qua. Mới nói là cái chuyện nhỏ như vậy thì không được đi về nhà. Em mới nói là tại vì con cũng muốn về để mình như là bớt sự chết thôi. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì như là bố mẹ vỡ ra. Bố nói hết cho em những cái chuyện mà trong cái lần đó thì bố mới nói được hết những cái mà bố kìm nén đúng không? Và em mới hiểu là tại sao bố lại như vậy. Thì sau đó thì em có hiểu bố hơn không? Tại cái thêm lại tòa đêm đó nữa em chưa đứng khóc hơn. Em cứ nói với bố là nếu mà con có sai cái gì á thì bố phải dạy. Sau đó thì em có về nhà mẹ đẻ được khoảng một tuần thì sau đó em vẫn về nhà chồng bình thường không có gì hết. Thì cũng là nhờ những cái lời nói mà bố mẹ nói thẳng cho em như vậy á
thì em hiểu được về vợ chồng, dinh chồng của em nhiều hơn. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Thì cái sự việc nó xảy ra như vậy thì thực sự là em cũng không mong muốn. Chuyện cũng xảy ra thì em cũng mới nói vào là thôi thì cái chuyện này á, là không phải là hai vợ chồng con có cái xích mích gì với lại bố mà mới sinh về bên ngoại, mà chẳng qua là vợ con thì cũng mệt rồi cho nên là muốn về bên ngoại chơi mấy ngày cho nó khỏe, thì mong bố thông cảm. Thì nói chung là bố cũng nói là nếu mà hai vợ chồng thấy muốn đi thì cứ đi, còn cảm thấy mà khó chịu quá thì muốn dọn ra ngoài ở riêng cũng được. Nhưng mà thực sự là hai vợ chồng em thì không phải có ý định như vậy, cũng xin bố phép bố là thôi đi. Em với vợ đi qua bên ngoại luôn. Em ở nhà, em không có đi qua bên ngoại. Mà chị hỏi nè, sau khi mà vợ em về bên nhà mẹ đẻ đó, em thấy bố ưu tư, bố buồn, bố buồn vì cái việc đó không? Bố em là cái người mà cái cảm xúc nó không phải là chất chứa trong lòng mà dạng như để tâm, để bụng hoài. Tức là cứ nói ra là hết rồi thôi, tại vì do là khó mà chia sẻ với mọi người. Cho nên là sau cái bữa đó thì bố chia sẻ xong thì bố em với lại bọn em lại đã hiểu nhau rồi. Tức là chỉ có cái là bố chỉ không hài lòng với cái chuyện là tại sao là đã hiểu rồi vẫn phải đi bên ngoại. Thì em mới nói là về nhà ngoại chẳng qua là để muốn vợ bớt mệt mỏi đi thôi. Rồi bây giờ thì giữa em và bố mọi chuyện ổn hết à? Bây giờ thì cũng nói là tương đối cũng ổn rồi chị. Cũng có thể là chắc nhờ em thay đổi và em hiểu bố hơn. Mình nói là bây giờ em cảm thấy là cái buổi nói chuyện đó em thực sự là rất là cảm ơn bố mẹ. Nhờ vậy mà em hiểu được bố mẹ nhiều hơn. Bây giờ chị nói em nghe nè. Thực ra tất cả những điều các cụ làm chỉ muốn rằng con dâu hoàn hảo. Tại vì thích khoe với họ hàng, bà con, chú bác đấy. Dâu tôi vừa đẹp vừa xinh mà lại khéo léo, lại công dung ngôn hạnh. Đó cho nên rằng nếu em hiểu được các cụ thì em sẽ thấy rằng những cái điều mà các cụ muốn là hoàn toàn chính xác. Mình chỉ tốt hơn thôi chứ mình không có xấu đi. Đó cho nên rằng là chị rất mong là sau cái buổi ngày hôm nay á, thì thứ nhất là giữa em và bố giải tỏa hết đi và bố sẽ thương em. Bố thương lắm, chị chắc chắn điều đó. Thì chị nghĩ rằng á, nhân cái buổi này á, em nói với bố đi. Chị chắc chắn là khi bố coi cái chương trình này á, bố cũng sẽ hiểu em hơn. Tại vì nãy giờ là em đã nói ra được tất cả những cái điều mà em muốn nói rồi. Thì sẵn nay con cũng muốn xin lỗi bố mẹ. Nếu mà con có làm gì sai á, thì bố mẹ cứ dạy con như là con đẻ trong nhà. Đúng rồi. Con cũng mong là bố mẹ con thật nhiều sức khỏe. Con Thành, hôm qua chương trình này thì tụi con cũng gửi lời đến bố mẹ một lời cảm ơn. Nhưng là trong cuộc sống thì hai vợ chồng con không thể nào mà có những cái mà lúc nào cũng hoàn toàn là tốt được. Thì cũng nhờ có bố mẹ nhắc nhở thì tụi con mới được nên người. Em có muốn hỏi hai bạn này thêm cái điều gì không? Em đi, em muốn vợ em cần có cái điều gì đó thay đổi để làm cho hai vợ chồng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Em chỉ muốn một điều thôi, vợ em kế thừa được cái nấu ăn của mẹ vợ em. Tại mẹ vợ em nấu ăn rất là ngon. Thì anh chị cũng biết thì nhân gia đình bên em là người Bắc mà. Thì nấu ăn cũng quan trọng lắm. Rất là quan trọng chị. Nên là em chỉ mong muốn điều đó thôi chứ không có gì. Rồi về vợ rèn thêm. Vợ quá rồi, giờ chỉ có vụ nấu ăn thôi. Về rèn thêm nghe. Rồi. Thế còn em mong muốn anh Thành anh thay đổi điều gì? Dạ, em cũng muốn Thành là dành thời gian để cho gia đình nhiều hơn, cho con nhiều hơn. Tại vì nhiều lúc ảnh đi làm về á, anh mệt là anh cứ nằm anh coi tivi hoặc là anh nằm võng anh đung đưa vậy thôi, chứ hai đứa con là tự chơi. Thì em muốn là ảnh dành thời gian để chơi với các con nhiều hơn. Với cái mong muốn của hai bạn ấy, thì chị có cảm nhận rằng là hai bạn rất là yêu nhau đúng không? Mặc dù cái thời gian tìm hiểu như lấy nhau là dài vô cùng, 11 năm rồi năm. Cho nên là về các bạn á, thì chị chỉ mong rằng á, là tự các bạn nghe những cái lời mà gọi là mong muốn thay đổi rồi các bạn tự điều chỉnh. Và cảm ơn các bạn đã. Rồi Quốc Thượng xin cảm ơn hai vợ chồng đã tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Em giới thiệu trước đi ạ. Rồi ok. Em Trần Bình Nguyên, 39 tuổi. Công việc kinh doanh của em kinh doanh tự do. Nguyên có bị run không? Dạ cũng hơi hồi hộp. Đấy, không có gì hồi hộp hết á. Em mà... cứ việc ăn to nói đúng. Lớn cho chị, đúng dạ. không? Dạ. Rồi là em... hồi nãy ngồi dưới nghe anh Mạc Văn Khoa nói chuyện cười quá cười mà. Vâng. Cho nên không có gì phải hồi hộp cả. Dạ. Bây giờ mình giới thiệu lại một lần nữa anh Nguyên. Em nói to lên. Hai nói dạ. to lên. Rồi, hai ba. Em tên Trần Bình Nguyên. 39 tuổi ạ. Hiện tại công việc em làm bên kinh doanh. Kinh doanh tại nhà hay là mình kinh doanh cho em, mình buôn bán cho ai? Kinh doanh tự do là bên cái bất động sản á. Em mua vào và bán ra. Vậy à. Dạ.
Đó, trúng dữ lắm nha. Dạ. Còn em mấy hôm nay thời ở cái thời điểm này nè, nhà cửa ok không? Dạ cũng được. Cũng được phải không? Dạ. Chúng gặp riêng nha. Dạ. Đúng rồi, gặp riêng chị cũng cần tư vấn. Không, chị cần bán. Dạ có gì ấy. Em hỗ trợ dạ. Rồi xin mời vợ của Nguyễn. Dạ, em xin chào Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Thoa. Nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với chăm con. Ừ, nhưng mà Thoa nó nhỏ quá đó. Thoa mạnh dạn, Thoa giống như là chị em mình đang ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Thoa cứ nói lớn hết cỡ rồi. Cho chị. Dạ. Nói lớn lên. Rồi. Em mời chào. Thoa. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Đúng em rồi. Chào chị Hồng Vân ạ. Ừ. Em tên là Lê Thị Thoa. Hôm nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với ở nhà chăm con ạ. Vậy hả, sướng. Dạ. Ha, không phải đi làm gì luôn, chồng nuôi hả? Dạ. Trời ơi, sướng nha. Nhưng mà trước đây có làm đâu không? Dạ, trước kia thì em làm công ty ạ. Trước khi gặp chồng em thì em làm công ty. Dạ. Xong rồi từ ngày theo ổng xong là ở nhà nấu cơm cho ổng ăn. Ổng không cho đi làm luôn hả hay sao? Dạ hiện tại thì em cũng chưa có công việc để làm, với lại em còn em bé nhỏ nên là ở nhà chăm con phụ. Em bé mới sinh hả Thoa? Dạ con em được 2 tuổi rồi ạ. 2 tuổi. Hiện sắp tới là em chắc em cũng kinh doanh bên spa đó ạ. Em đang học ạ. Rồi chúc mừng nha. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho Quốc Thượng nghe với chị Vân được biết cái mối tình của các bạn. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Dạ thì ngày hôm đó thì em đang thất nghiệp. Nên là em ở nhà lên một cái chương, lên một cái Google mà có cái chương trình mà tham gia những cái người mà họ trong nhóm tìm kiếm qua mạng á. Rồi em đăng ký cái hồ sơ em trên đó thì... Mấy năm, cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ năm đó là năm 2019 á. Mới đây à, 3 năm 2019 á. Sau đó thì rất là nhiều người gọi cho em, nhưng mà chồng em là người gọi cuối cùng. Thì nhiều người gọi nhưng mà em không có đi gặp mặt, em cũng không có liên lạc, nói chung là em nghe qua điện thoại thôi, nhưng mà em không có cho cơ hội để gặp. Dạ thì rất là nhiều người gọi và em cảm thấy nó phiền phức nên là em tính là đang lấy cái, em đang rút cái hồ sơ đó xuống. Nhưng mà cái thời lúc đó thì chồng em là người gọi cuối cùng ấy, nên là anh cũng không có nói qua là anh tìm em ở trên cái chương trình đó. Nhưng mà anh chỉ là bảo là anh muốn xin việc ở công ty, anh cần sự giúp đỡ ở em. Dạ. Ủa sao là... kỳ vậy? Khổ nhục kế đó em. Dạ anh mưu kế đó ạ. Có chiêu, có mưu kế hết đó em. Không, ơi nhưng mà anh đang muốn hỏi, anh đang chưa hiểu là tại sao em lại cho một ân huệ cho một cái người cuối cùng mà em tiếp chuyện với dạ không này. Cái lúc đó thì nhiều người gọi, họ bảo là họ tìm thấy cái số điện thoại em ở trên đó. Thì em cảm thấy là em cũng không, lúc đó em cũng không có muốn gặp hoặc là thông qua cái chương trình đó. Mà chồng em thì là không có nói là anh tìm thấy ở trên đó. Chồng em chỉ là bảo là anh cần sự giúp đỡ, dạ, chở che, cần sự giúp đỡ để vô xin vô công ty là như vậy đó. Dạ. Xin có vô công thể ty để làm. Ông chồng này đâu có 2-3 cái nít lận. Để hỏi đi, hỏi bạn này coi. Coi như là bạn xài cái chiêu đó là bạn cố tình hay là bạn thực sự bạn muốn đi xin việc? Tức là em hiện hồi đó em cua vợ em là hiện tại cái công việc của em cũng như bây giờ. Em đi xe hơi rồi em liên lạc cái điện thoại. Nhưng mà giả danh là em cũng không nói là đi xe hơi hay nhà lầu xe hơi gì hết. Em chỉ điện thoại là biết bạn làm công ty. Thì em bảo anh đang thất nghiệp, anh có bộ hồ sơ, có gì em làm công ty nào hỏi bên đấy có tuyển người giúp anh gái. Đấy cái mục đích của em là em chỉ mong gặp mặt thôi. Cái em xài chiêu mà đúng không? Dạ. Đó. Hay quá. Đấy, vậy mà em đoán có thể ông chồng ổng nhiều nick, coi như là ổng vô ổng cũng cua, cũng tham gia vào trong cái chương trình đó và nhắn tin cua mấy lần mà cô này từ chối, cho nên mới chơi một cái chiêu cuối là đi xin việc. Không có đâu. Trời ơi, không, chiêu đó là, tức là thường á, phụ nữ á, là cái bản năng làm mẹ, cái bản năng mà chở che đó cho những người yếu thế nó nhiều lắm. Cho nên ví dụ giờ em lúc nào em tỏ ra là em bảo vệ chị là chị lại không ấy, nhưng mà lúc nào em cũng yếu ớt, em cũng chị Vân ơi em thế này nọ, là coi như cái gì cũng dồn hết cho em. Phải không chị? Thiệt luôn. Gì luôn hả? Đúng không cưng? Đúng không? Ủa nhưng mà nó nghe nè, Nguyên ơi, khi mà
Vậy thì em có nhìn thấy hình ảnh của Thoa trên cái chương trình đó hay không? Em có kiểm tra rồi nhìn thấy hình ảnh hết rồi. Em là đã thích rồi đúng không? Dạ. Ấn tượng đấy, với em thích ngay luôn ạ. Nhìn xong mới dùng chiêu dạ, đúng không? Dạ. Sau đó như thế nào? Thoa có bố trí sắp xếp gặp ảnh không? Dạ không ạ. Cái thời gian đó thì anh có gọi điện rủ đi uống trà sữa nhưng mà em không đồng ý ạ. Thì em nghe qua cái giọng nói là ở Thanh Hóa là em không có thích lúc đó. Dạ. Thì em chỉ thích những giọng nói miền Nam hoặc là miền Trung như em thôi. Dạ, thì lúc đó em không anh xin là qua để mà mua cái ly trà sữa đem qua để mục đích là gặp em thôi nhưng mà em từ chối ạ. Em không nói, cứ đến chủ nhật là anh biết em là nghỉ, hôm đó là nghỉ là anh cứ gọi điện rủ đi uống cà phê nhưng mà sáng thì em cũng tìm mọi lý do để từ chối ạ. Nên là em không có gặp trong không chắc là tầm hơn một tháng đấy ạ. Chỉ là nhắn tin rồi liên lạc vậy thôi chứ em cũng không cho gặp. Chưa cho gặp luôn. Dạ. Rồi bằng cách nào mà em gặp được bạn này? Đúng rồi. Trong cái trò chuyện nhắn tin qua lại á, em còn kể cái tình trạng của em, cái sự tình của em. Năm nay em phải lấy vợ. Qua năm là không có được. Nên là em sẽ suy nghĩ cách gì nhanh nhất để có thể được gặp cô ấy. Đủ thứ lý do rồi, hôm nhân tiện là anh chị có hai chị gái với mấy cháu vào chơi á. Em nói lý do, bảo anh có mấy hộp quà gửi về cho các cháu và ba. Em mua mấy hộp yến thì bảo đồ ở đây, địa chỉ ở đâu để anh chạy qua anh gửi cái rồi về anh còn lo việc làm đám giỗ cho ba em á. Sau không biết sao cô mở lòng thương hay sao á. Rồi cô cho cái địa chỉ. Rồi em chạy tới. Em ngồi khoảng 15-20 phút gì trò chuyện với anh chị, với mấy cháu, rồi với Thoa cái nhà em biết. Biết rồi em để hộp quà đấy rồi em chào mọi người rồi em về. Đấy, hôm đấy từ hôm đấy bắt đầu thân nhau rồi. Cô ấy cởi mở hơn. Dạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, em thấy ảnh sao Thoa? Dạ cái thời điểm đấy thì em gặp anh là thấy chưa có cái ấn tượng gì, gọi là anh lúc đó thì người đàn ông mà sao mà gầy lắm. Nói chung là cái thời điểm đó anh gầy lắm, gầy rồi chỉ là ấn tượng nhất là cách nói chuyện với lại cái gọi là nhìn anh cũng có vẻ tử tế, người là thuộc người tử tế. Dạ nhưng mà với lúc đó thì em cũng chưa có ấn tượng đâu. Nhìn anh gầy lắm chứ không phải như bây giờ. Còn Nguyên thì sao? Gặp ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Ban đầu gặp em cảm qua hình ảnh thì nó khác rồi. Gặp thực tế nữa. Em mới nhìn từ đầu đến chân, nhìn vòng nào ra vòng đấy nhìn ngon quá. Thẳng lặng ngoài đời. Ngoài đời là còn ngon hơn trong hình nữa. Đúng không? Là về là cái thao thức luôn đúng không? Là quyết định là phải tấn công. Đó, và sau đó bao lâu mới là chính thức quen nhau? Em mất bao nhiêu hộp yến nữa? Mất thêm 2 hộp nữa. Ủa, 2 hộp à? Rồi sao nè? Sau ấy rủ cô ấy đi chơi. Buổi tối là rủ đi chờ cô đi làm, cô đi làm công nhân ở công ty á. Em chờ đi làm về rồi em rủ xuống thành phố mới ở Bình Dương. Đi ra công viên rồi đi ăn uống rồi đi chơi ở đấy. Tạo cái tình thế cho có hai đứa mà ở quanh quanh nó cũng có người nhưng mà nó không có đông. Cảm tạo cái không gian lãng mạn hai đứa ở công viên ấy. Rồi em nắm tay xong em bảo anh thích cổng em, em muốn được cổng cô ấy. Rồi xong rồi em cổng cô ấy. Ôi lãng mạn quá. Cho cổng luôn. Em cho cổng luôn. Dạ lúc đó thì anh bảo là anh cổng thử là cổng được hay không, tại vì lúc đó anh gầy hơn em ạ. Nhưng mà cổng đi xa không? Dạ không, chỉ có cổng lên thả xuống thôi ạ. Là cổng là dụ á, dụ là cổng xem là có cổng nổi hay không. Đó rồi. Chú này là chú xài chiêu rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, đó là cổng. Rồi bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Hôm đấy là cổng đi rồi đi dạo. Em chỉ hôn lên tóc rồi. Không hôn lên tóc chứ hôn lên má. Hôn lên tóc thôi chứ không có dám vào kia. Đó, bao lâu thì mới sử dụng cái chiêu trò gì đó để mà được hôn môi cô ấy? Khoảng 10 ngày sau. Em dẫn tới nhà em rồi, hôm đấy mẹ lại đi chơi xa.
Có hai, có mình em ở nhà, em dẫn cô ấy sang nhà. Sang nhà xong rồi em dẫn đến sân thượng. Ở cái sân thượng thì nó mát lắm. Mát cây cối tầm đấy thì... Nhân cái dịp đấy em hôn cô. Rồi cái gì tới thì tới là tới luôn. Nhưng mà lúc, luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em đã thích bạn này chưa? Dạ thì lúc đó cũng hơi ạ. Hơi thích nên là em cũng đồng ý về, luôn. Về để xem tình hình thế nào. Dạ. Mà tình hình gia đình ảnh sao? Dạ lúc đó thì về thì chỉ có anh với mẹ anh là ở trong ngôi nhà đó thôi. Mà lúc đó thì không có mẹ ở nhà. Chỉ có mỗi mình anh thôi. Dạ, nên mà là... trước đó là giả bộ nói với em là dắt về để gặp mẹ đúng không? Dạ không, chỉ là có nói là nhà không có ai ở nhà không? Dạ không, chỉ là bảo là qua nhà anh chơi. Đó, qua nhà anh chơi thì cứ thì trong đầu em nghĩ là phải qua để gặp mẹ đúng không? Thế nào cũng có người đúng không? Dạ. Lại chiêu nữa đó. Nhưng chiêu mà là nguyên là bữa đó là cố tình xài chiêu trò để mà mời cô ấy qua nhưng mà biết chắc là mẹ đã đi rồi. Dạ. Đúng rồi, mẹ đi rồi mới mời qua. Mà đã vậy còn mời lên sân thượng. Đó. Vừa mát mẻ, vừa cây cối tùm đó. Nhưng mà đây có phải là người yêu đầu tiên của Nguyên không? Không ạ. Thứ ba. Thứ ba. Hèn gì chú có nhiều mưu, nhiều mưu kế. Còn Nguyên, còn Thoa thì chắc Nguyên là mối tình đầu hay sao? Dạ không ạ. Em cũng, anh cũng là người, nói chung là thích thì cũng có thích vài người nhưng mà quen lâu thì chỉ có một người và anh là người thứ hai. Nhưng mà Nguyên thì sao? Có nghĩa là lúc mà quen Thoa đó thì cái tình trạng của em là như thế nào? Đó. Tình trạng của em, hoàn cảnh của em nó phức tạp lắm. Ồ, phức tạp? Dạ. Là sao? Em xảy ra một lần hôn nhân rồi. Có cả con nữa. Có cả cu này. Bây giờ em vẫn lo cho con. Thì nói chung là trải qua một đời vợ. Thoa lấy em bị thiệt thòi nhiều lắm. Tức là sau này Thoa mới biết. Hay là cái ngày mà dẫn Thoa tới nhà, mà cái ngày mà dẫn lên sân thượng đó. Dạ. Trước khi xảy ra cái chuyện đấy, em nói với Thoa. À rồi. Thoa nói, thậm chí cái nhà cái cửa đấy em còn nói với Thoa là cái xe là xe của anh. Nhưng mà anh đang còn nợ ngân hàng mấy trăm lận. Còn nhà là em nói là của bà chị bên nước ngoài. Chỉ cho anh ở thuê, ở nhờ thôi để trông coi, không phải nhà của anh. Thì khi đấy Thoa mới nói là em không cần gì cả. Chỉ cần gần anh, là có anh là được. Em mới cảm động xong rồi mới bắt đầu tiến hành sâu hơn. Như em không có kia. Nhưng mà cái việc mà em hoàn cảnh của Nguyên á là có vợ có con con riêng rồi đó. Thì bên gia đình của Thoa thì bao lâu thì mới biết được cái việc đó, và khi biết thì có cản không? Dạ thì lúc em quen anh thì nói chung là em không cho ai biết hết. Dạ hai vợ chồng em giấu ạ, giấu bên gia đình em, tại vì nói chung là cả một cái dòng họ của em là không có ai mà kết hôn gọi là người ấy sau đấy ạ. Nên là em giấu đến khi mà nhà, đến khi gần đám cưới ạ. Gần đám cưới là nhà mới bảo là làm giấy đăng ký kết hôn ở ngoài quê đó. Cho nên là em mới bảo thôi để vào đó đăng ký kết hôn, thì mọi người mới bảo là thấy có một cái gì đó giấu họ. Nên là họ mới hỏi ra thì em cũng nói luôn là anh là như vậy. Mọi người cũng bảo là thôi thì cũng không sao. Dạ, có sao đâu. Vấn đề đó bây giờ. Dạ. Nhưng mà cháu là ở đây hay là ở ngoài Bắc? Cháu ở đây ạ. Ở đây. Ở dạ. Với Nguyên. À, cháu thì ở với mẹ. Ở với mẹ chứ. Dạ. Nhưng mà ở chung gần... ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở Dĩ An. À, Dĩ An. Giáp với thành phố. Rồi coi như là tính từ cái ngày mà ở trên sân thượng đó. Trên sân thượng mà mẹ đi vắng nhà đó. Dạ. Và có nụ hôn đầu tiên, và chuyện gì tới nó cũng tới luôn. Dạ. Là tính là cái ngày đó luôn đúng không? Dạ. Rồi sau đó rồi có về, thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, có về sống chung với ảnh không? Dạ thì sau cái thời gian đó thì anh có đưa em về quê em. Để mà ra mắt anh chị ba mẹ ở ngoài quê. Dạ thì sau đó thì mọi người cũng đồng ý. Bảo là rồi xem ngày để mà tiến tới hôn nhân.
thì đã định ngày rồi, nên là anh bảo là thôi về sống với anh rồi đỡ phải chi phí này kia. Thì đã định ngày rồi nên là em cũng dọn về sống chung với anh, là chắc tầm khoảng 3 tháng là tụi em tổ chức đám cưới. 2019 tới giờ đó. Dạ. Là như vậy là cưới cũng cho được 2 năm. Hai năm tháng. Ừ, 2 năm 5 tháng. Ồ. Nhưng mà về gia đình bên vợ, thấy gia đình bên vợ có dễ gần không? Có mọi mình người... có dễ hòa nhập không em? Hoặc dạ. là trước khi về chú có tính một cái chiêu trò gì đó để về bên vợ không? Có lập mưu tính khi kế về gì không? Là em muốn biết mọi người ở bên gia đình vợ họ như thế nào, hay là vợ mình có cái tại sao cũng lớn tuổi rồi mà gia đình hay có con cái gì hay không, là cái đấy là em mong muốn về để em chắc tính chắc chắn cái vấn đề sau này lấy vợ. Về ngoài đấy em lại cho em cái cảm giác nó tuyệt vời lắm. Anh chị hay là bố mọi người lành với hòa đồng lắm. Quê ở đâu? Ở đâu? Ở Phú Yên chị. À. Phú Yên là giáp với Bình Định. À. Mọi người chịu thương chịu khó lắm. Ngoài đấy cái khí hậu nó miền mát Trung mẻ, ừ. Dạ. Tình cảm gia đình dạ. nữa. Dạ. Về đấy có cái gì là đãi rẻ tương lai hết ạ. Và là quyết định là cưới luôn. Vâng, vâng. Thế tốt rồi. Như vậy là lấy nhau được 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Thằng cu thì được 2. Bé gái là bé được gái. 2 tuổi. Được 2 tuổi. 2 tuổi. Dạ. Ôi. Vậy là em là nếp tẻ có đủ rồi đó đúng không? Dạ. Dạ. Ủa nhưng mà là đám cưới sớm như vậy là có khi nào bác sĩ báo cưới không? Không ạ. À, là để dành đúng không? Dạ. Để dành cho sau này cưới rồi mới tính cái chuyện có con. Đúng vâng, chưa? Vâng. Rồi. Thế còn thế hai đứa về sống với nhau, thế có anh ấy có nhiều tật xấu không? Dạ thì tật xấu nói chung thì anh cũng là người chững chạc rồi, cũng thành đạt mọi thứ cũng hoàn hảo, nhưng chỉ có mọi cái là hay nghiện hút thuốc lào đấy ạ. Hút thuốc lào mãi rồi. Giống Bằng Kiều tới bây giờ cũng không thể nào bỏ được điếu thuốc lào. Dạ. Ồ, Bằng Kiều chắc trong rương là bao giờ cũng có cái điếu cày. Ồ trời ơi, sáng là hút thuốc, ngủ dậy là đi hút thuốc liền. Nhưng mà hút thuốc là né con rồi đúng không? Dạ, đi xa. Dạ. Đó, em phải ra ngoài rồi xa. Ủa nhưng mà nghiện thuốc lào có gọi là thật xấu không ta? Không, đâu có gì đâu tật xấu. Tại em hứa bỏ rồi. Hứa bỏ chưa? Vợ không thích thuốc lào, nó hôi ạ. Chỉ có cái là đó nó cái thuốc lào nó hôi hơn thuốc nhưng lá. Nhưng mà bây giờ là đã bớt chưa? Hay là bỏ luôn chưa Nguyên? Chỉ là sáng em hút xong cái rồi chiều về em hút cái xong thôi ạ. Tức là ngày rít hai hơi đúng không? Dạ. Đấy, đấy là rít hai hơi thuốc lào còn thuốc điếu nữa. Thuốc điếu rồi đi làm công việc bình thường với bạn bè thì em có uống cà phê rồi hút thuốc. Ờ còn tật gì nè? Anh ngủ hay nghiến răng nữa. Nghiến răng cũng chả phải tật xấu, cái đấy là không cái biết. Nói chung là chồng thì cũng không có nhiều tật xấu đâu ạ. Có siêng không, có phụ vợ ở công việc nhà dạ không? Dạ không. Đấy là tật xấu gì nữa, có gia trưởng không? Dạ chồng thì không gia trưởng ạ, nhưng mà con cái là không phụ vợ. Ừ. Chỉ có về nhà thì điện về chăm con thì mở điện thoại lên cho con ngồi xem vậy đó, rồi cha cũng ngồi bấm điện thoại rồi cũng chơi game, nghiện game nữa. Ôi, nguy hiểm chơi quá. Game dạ. Còn vợ tự làm bếp núc làm gì làm, không có phụ vợ. Đấy cái đó là gia trưởng đó. Không phụ vợ việc nhà là gia trưởng không phụ đó. Nhưng mà cũng không có nói nặng ạ. Chứ đâu phải là nói nặng hoặc là bắt vợ làm này làm kia mới là gia trưởng đâu. Khoan ngoài xíu nha. Con em mới 2 tuổi thôi hả? Dạ. 2 tuổi mà Nguyên đã cho tiếp xúc với điện thoại với máy tính bảng là nó nguy hiểm lắm nha. Dạ, nó rất là dễ những cái bệnh dễ mắc phải những cái bệnh về mắt. Dạ. Ha, nên hạn chế lại. Dạ. Hạn chế lại đi em. Cái đó em hạn chế lắm ạ. Rồi. Em nói không, hạn chế hay đừng cho coi luôn. Vâng. Ha. Rồi còn gì nữa nè? Có hay nhậu không? Dạ có. Anh đi làm thì sáng anh đi làm tới trưa có khi nghiện pizza nữa. Thế thì nghiện pizza đánh từ sáng tới chiều điện về ăn cơm không về ạ. Tối thì lại đi nhậu. Thế có lúc nào nhậu mà cũng không nhận ra vợ mình không? Dạ không. Xỉn tới cái mức mà không nhận ra vợ luôn. Dạ có không? Dạ không. Anh không. Thì không uống tới cái mức mà xỉn là không nhận ra vợ đâu. Nhưng mà chỉ có hơi xỉn là về nhà ối rồi vậy thôi, chứ còn không có cái lần nào mà chồng em nhậu mà em bực mình nhất
giận nhất luôn á. Là chỉ có nhậu xong rồi về kiểu như là ối rồi nằm chổng nằm khó chịu mông lên chị. Dạ chổng mông lên rồi nằm mất đi ối rồi vậy á. Lúc dạ. đó em khó chịu lắm đúng không? Dạ ghét khó lắm chịu. Với lại điện không nghe máy nữa là hơi bực bội. À, dạ. Đó tật xấu đó. Dạ. Điện mà không nghe máy là dạ, mong muốn thay đổi luôn đi. Dạ. Mong dạ. muốn sẵn đang nóng hổi là mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ thì sẵn chương trình đây thì em cũng mong là chồng bớt nhậu. Dạ. Với lại bớt chơi bia lại. Về không có việc thì về nhà với vợ con. Phụ vợ chăm con, giữ con cho vợ nấu ăn dọn việc nhà. Nha Nguyên. Dạ. Dễ mà, đúng không? Vâng. Bây giờ mình bớt từ từ đi. Dạ. Bây giờ kêu cắt ngang cái cũng khó lắm. Bớt từ từ là xong. Rồi bây giờ tới Nguyên đó. Dạ. Anh thấy Thoa hiền quá à. Hiền, dễ sao hiền quá. Hai vợ chồng quen nhau cũng gần 3 năm rồi mà hợp nhau lắm ạ. Chưa bao giờ cãi lộn nhau cái gì cả. Thế vợ em có ghen không? Vợ em thì ghen thì chúa ghen luôn. Chúa ghen đấy, ghen là tật xấu rồi đấy. Đấy. Nhưng mà cái quan hệ bạn bè hay là làm ăn của em thì em không bao giờ có cái chuyện trai gái hay này kia. Thế ghen với ai? Chỉ ghen với khách hàng nữ hoặc là bạn bè nữ, trò chuyện sâu sâu một tí về cái vấn đề khác là vợ không thích thì biết. Nhắn tin là coi như là dạ. chắc cô ấy có đọc đúng không? Chứ nhắn tin cũng không có gì quá hết. Thế có ghen quan tâm với chị gia đình cả không? Có ghen với chị cả không? Cũng có. Ủa nhưng mà mỗi lần quen với vợ cũ như vậy á thì Nguyên có cảm thấy khó chịu không? Không, em hiểu cô, hiểu bà xã như thế nào. Rồi về cái vấn đề của em và người cũ nó. Nhưng mà sao em lại ghen với chị cả? Vấn đề cô ấy lại nhờ em mua cái bất động sản. Tức là không muốn dính dáng gì tới cái về vợ cũ, vấn đề đấy. Chỉ có với con thì sao cũng được. Về cái ngoài cái vấn đề con thì không có được cái gì cả. Em cũng có nói là về vấn đề con anh thì sao cũng được, anh làm như thế nào cũng được, miễn là anh sống có trách nhiệm với con là được. Nhưng mà đừng có qua lại theo kiểu mà mua bán chung rồi đi qua đi lại trao đổi với nhau nhiều là em không thích. Thế là em có nói với chồng em như vậy. Tất cả các bà vợ đều như vậy hết. Dạ. Nếu mà ai trong hoàn cảnh như em thì cũng chắc là cũng hiểu như vậy. Đúng rồi. Dạ. Như vậy đúng là rồi. Hợp lệ đúng không chị? Hợp lệ. Hợp lệ. Hợp lệ. Có nghĩa là vợ ghen hợp lệ. Dạ. Ủa nếu dụ mà một cái mối quan hệ mà chỉ là trao đổi về mua bán rồi kinh doanh, ví dụ như nhờ mua một miếng đất thì dạ. cũng không được đúng không ạ? Không phải, chị nói em nghe, tại vì thực ra mình muốn mua miếng đất đó thì rất nhiều đối tác, đối tượng dạ, khác rồi, mà mình là. Có thể mua. Không nhất thiết là đúng phải rồi. Chỉ duy dạ. nhất là anh này. Đúng rồi ạ. Hiểu không? Tại vì thực ra là nó sẽ rất phức tạp. Tại vì trong, thì em mua bán rồi em cũng biết đó. Phải gặp gỡ, phải trao đổi, phải đủ thứ trên đời hết trơn. Gặp nhiều quá thì nó lại phát sinh nhiều thứ. Đúng rồi, cái người vợ người ta đâu có yên tâm. Thật ra anh cố tình anh hỏi như vậy để chị Vân nói để cho cả hai đều hiểu được cái vấn đề nằm ở chỗ nào. Đúng rồi. Nghe. Rồi. Còn những tật xấu gì nữa không? Có những cái tật mà giống như là vợ Mạc Giang Khoa đó là thích đi mua sắm online không? Dạ, vợ em thì cũng hay mua ở trên đấy. Nhưng mà có lần bị lừa mất tiền. Bị lừa luôn á? Tức là tiền thì em không có sao cả. Nhưng mà để cái tình trạng nó lừa đảo trên cái mạng xã hội. Rồi để mình chuyển khoản trước. Em chỉ dặn vậy, không có được cái chuyển khoản trước. Mình kiểm tra hàng hóa hay sao rồi như thế nào tới đây thì mình mới trả tiền. Lừa tiền xong còn lừa hàng nữa cơ. Dạ. Nhiều lắm chị ơi. Hàng là một kiểu mà tới giao hàng lại là một kiểu khác nữa. Trời ơi, nó không có giống nhau á. Dạ. Nạn nhân đây. May mắn cho chị là chị không có mua, mà chị cần mua là chị nhờ. Mua cái gì cũng được, mà em sao cũng được, cái gì cũng được. Anh phải hố tới cái món thứ ba là gần hơn 10 triệu thì anh mới ngộ ra vấn đề. Dạ. Tức là anh bây giờ là anh không mua nữa, mà anh chỉ khuyên là nên mua những cái trang nào mà có như là có thương hiệu, dạ. những cái trang uy tín, có bình luận ở dưới. Còn những cái trang mà trời ơi, nó đưa những hình đẹp, ơi đẹp vậy đó mà không biết thương hiệu, vô đúc đầu vô mua là dính liền. Dạ. Mà nhất là chuyển khoản trước. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì tuyệt vời rồi. Chỉ có bớt mua sắm, hay là không phải bớt mua sắm, lựa chọn kỹ mua là được. Em chỉ mong muốn là vợ
cái công việc thì vợ không phải suy nghĩ, vợ em đau đầu nhiều về cái vấn đề công việc rồi lo kiếm tiền ấy. Em không muốn cái đấy, thì chỉ muốn vợ lo cho con cái, gia đình, nhà cửa, nhà em có nhà trọ nữa. Trông coi quản lý. Dạ. Ồ, quá ngon luôn á. Trông coi quản lý ở đấy thì học cái gì cũng được. Bây giờ đang học spa, em muốn làm spa, em mở ở nhà hay là em thuê ở đâu làm mới được. Miễn sao theo ý vợ, sở thích của vợ được. Không, chị thấy là vợ em có cái mong muốn là có công việc, chị thấy dạ. hoàn toàn chính đáng. Bởi dạ. vì cái người phụ nữ mà người ta cứ ở nhà, vâng. mà người ta có khả năng nhưng mà dạ. người ta lại không được phát huy khả năng của mình, ta khó chịu lắm. Em hiểu cái đấy. Đúng không? Dạ. Thành ra là cứ để vợ em đi làm. Dạ. Thế còn em nói tóm lại là em trong cái chuyện của tụi em nó chỉ có hơi một vấn đề chút xíu sẽ dễ làm nảy sinh những cái mà không hiểu nhau của vợ chồng, đó là cháu bé là cháu cháu trai đúng không? Dạ. Cháu trai con của chồng á, thì thực ra là mình mở lòng hơn một chút xíu nữa về đứa nhỏ đó. Đó, tại vì mình thương ảnh bao nhiêu thì mình thương cái đứa con của ảnh bấy nhiêu. Sau này chị nói em nghe, mấy đứa nít nó ngộ lắm, mình thương nó như thế nào nó sẽ thương lại mình như vậy. Còn về phần em á, vì vấn đề đó là vấn đề rất là tế nhị. Cho nên rằng á là riêng với con, đúng là vợ em chính xác, riêng với con sao cũng được. Em có thể đón con về để đi chơi chung với lại bé nhà mình. Rồi hai vợ chồng dắt bé đó với lại bé con nhà mình cho anh em nó thân nhau á, là rất tốt. Nhưng mà riêng với vợ cũ thì thôi, mình gọi là bớt đi được cái gì thì mình nên bớt. Bớt hoàn toàn, tại vì cô đó rồi cô sẽ có cuộc sống riêng của cổ. Dạ, rồi sau này hiểu. Chồng của cổ dạ. cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như vậy, nghĩa là người ta cũng không thích là cổ liên lạc với em. Dạ. Thành ra là cố gắng làm sao để mà cho anh em vậy là em nên để cho hai anh em nó yêu thương nhau. Bởi vì bố thì không bỏ con được đâu, không bao giờ có chuyện đó. Thế thì cái hay cái khôn của mình là mình phải coi con của ảnh giống như là con của mình, và anh em tụi nó phải yêu thương nhau nha. Nha ơi. Dạ. Xin cảm ơn Nguyên với Thoa đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Dạ. Sao Thoa có muốn nói gì không? Muốn nói gì với chồng không? Với chồng không? Dạ nói chung là chồng em là nói chung là trong mắt em và anh hoàn hảo lắm ạ. Không có những cái điểm này em vừa nêu là mong anh thay đổi thôi ạ. Chị Nguyên đó có nói gì với vợ không? Nắm tay cái nào? Em gặp bà xã của em không biết nói gì hơn. Em thực sự cảm thấy nó sao mãn nguyện hay là như thế nào. Người vợ của mình tuyệt vời như vậy, em cũng không nghĩ rằng quá mình gặp được người như vậy. Em không biết nói gì hơn, em lại thầm cảm ơn gia đình bên ngoài. Thì em có thể làm được cái gì ở ngoài đấy, em sẽ cố gắng được nữa. Thì cảm ơn em. Lãng mạn đã sinh cho anh bé gái, rồi mong bà xã hứa với em là năm tới là sinh cho em thêm đứa nữa, đàn trai nữa ạ. Gái hay trai anh nghĩ là sẽ được thôi. Dạ. Nghe tôi rồi. Thì sẵn đây anh thuận chúc thôi, anh chúc trước luôn nè. Không phải 5 năm nữa mà là cái năm qua nào năm. Qua năm cái năm bạn nào? Ấy đang mong là qua năm sau. Qua năm chứ phải 5 qua năm qua năm năm tới 5 năm không, không qua năm thôi vậy. Chúc luôn đi, trời ơi mắt mồm mắt mỏ nè. Chúc cho hai vợ chồng Nguyên với Thoa nghe rồi sẽ thương nhau thật nhiều. Sẽ hiểu nhau thật nhiều. Đó, và tất cả đều là một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Trong đó có các con của các em nhé. Và các con chung nhé. Và các con bé trai luôn. Đó, tất cả đều là anh em. Thì chúc cho các em là trong năm nay. Năm nay nói luôn đi. Đúng rồi. Năm nay bác sĩ báo tin vui. Và qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Thoa và Nguyên nghe. Dạ em xin cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh chị. Nhớ có là báo tin vui cho chương trình biết nha. Dạ em.